Xin chào các bạn, hôm nay anh em mình rảnh rỗi xuống khám phá thác Ya Dung nhé. Thác nằm tuột dưới kia nhé các bạn, đi bộ khoảng 7 đến 800 mét. Các bạn cùng theo chân mình để khám phá nhé. Tới nơi rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không, dưới kia có làn khói bốc ra, đó chính là thác đó các bạn. Tầm 3 đến 50 mét hơi nguy hiểm nên không dám quay rõ cho các bạn coi. Ở đây có rất nhiều phong cảnh đẹp và thú vị, nơi đây rất là nhiều người biết đến, người dân ở đây gọi là thác Ya Dung. Đã xuống Công Chơ Ro, các bạn đừng quên ghé thăm nhé, thác cách trung tâm huyện khoảng 2 cây, nằm tại làng Nghe Nhỏ, thị trấn Công Chơ Ro. Các bạn thấy thác có đẹp không? Các bạn theo mình xuống thác nhỏ nữa nhé.
dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn một like và đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.